Chào các bạn. Hiện nay thì rất là có nhiều người nhầm lẫn cái cây thổ phục linh với cây kim cang, và thậm chí là nhiều người còn cho rằng hai cây này cùng là một. Cái tên gọi khúc khắc là tên chung để chỉ những cây thuộc họ khúc khắc. Còn cây thổ phục linh là một trong những cây cũng cùng với họ khúc khắc đấy, và kim cang cũng vậy. Đây, như cây Hải đang quay đây mới là cây kim cang nhé. Rồi Hải sẽ đào lên cho bạn xem. Còn cây mà Hải cầm cái đây, cái lá nó nhìn như lá quế này, cũng là một cây cùng họ với cây kim cang. Nhưng cây này không phải kim cang, cũng không phải thổ phục linh. Cây đấy gọi là kim cang lá quế. Còn đây, loại kim cang mà mọi người lấy củ nó dùng làm thuốc. Đây, lá to này đây. Đây mới chính là cây kim cang dùng làm thuốc nhé. Rồi Hải sẽ đào củ lên để cho các bạn xem một cách rõ ràng hơn nhé. Vì rất là có nhiều người nhầm lẫn, thậm chí là những người làm về thuốc mà vẫn nhầm lẫn, thậm chí là đăng lên mạng đi mà còn đăng sai. Các bạn cứ vào Google mà tra cứu xem, rồi các bạn sẽ thấy nhầm lẫn cực kỳ nhiều. Đấy chỉ là về cây nhé, còn về củ nó khi mà băm ra lại còn khó phân biệt hơn nữa. Thế nên là lại còn nhiều người nhầm nữa về cái củ nó, nhiều người chưa thấy thực tế cho nên là chỉ mua về thôi. Chỉ mua về bán thì cái đấy là rất là nguy hiểm nhé. Thì các bạn cần lưu ý chỗ đấy. Kẻo lại nhầm lẫn giữa củ kim cang và củ khúc khắc. Hai loại này nó cùng họ nhau nhưng là hai cây khác nhau nhé. Tác dụng của nó thì cũng khác nhau. Cây kim cang này tốt hơn so với cây thổ phục linh nhá. Đây, Hải đã đào về đây cho các bạn xem này. Đây mới chính là củ kim cang nhá. Đấy, đào xong Hải đem ra chỗ sáng sủa này quay cho rõ ràng. Củ kim cang này, đặc điểm nhận dạng của nó cực kỳ dễ thôi. Cái củ nó có rất là nhiều các cái gai. Không hẳn là gai mà là cái rễ, rễ cứng dài, và màu nó cũng đỏ đậm, đỏ tươi, đỏ đậm hơn so với cây thổ phục linh. Nhìn củ nó sần sùi và nhiều cái rễ cứng, còn thổ phục linh thì nó không sần sùi bằng, không nhiều rễ cứng bằng. Đấy, và cái dây của cây kim cang này, cái dây nó to như ngón tay này. Đặc điểm cực kỳ dễ dàng nhận ra. Và khi mà mình băm ra, nhé, thì cái cây kim cang này nó vẫn có những đặc điểm khác so với cây thổ phục linh. Nếu như các bạn chú ý kỹ, nó sẽ vẫn còn vương lại những cái rễ cứng thế này. Nói chung lăn nữa, tí nữa Hải sẽ quay cái mà băm ra rồi để các bạn xem một cách rõ ràng hơn nhé. Còn cái lá kim cang, đây chính là lá nó khi còn non. Đây, lá non nhá, nó mới đốm đốm này, chứ lá già như ban nãy Hải quay ấy, thì nó màu xanh cơ. Đấy, Hải quay một đoạn lá non để các bạn có thể hình dung rõ hơn. Còn đây nhá, đây mới chính là củ của cây thổ phục linh nhá. Thổ phục linh Hải sẽ lấy lên cho các bạn xem. Đây, củ này cũng không to lắm, nhìn cái dây nó khá to. Đây, củ thổ phục linh thì nó không có nhiều cái rễ cứng như cái củ kim cang kia, và nhìn nó trơn tru hơn một tẹo, trơn tru hơn nhiều ấy, chứ không phải một tẹo đâu. Và đặc biệt nhá, củ này nó mềm hơn so với củ kim cang. Củ kim cang kia nó cứng như gỗ ấy. Đấy, và màu nó không được đậm như củ kim cang đâu. Đây nhá các bạn, đây củ kim cang có một củ nhỏ nhỏ thì Hải cũng đặt cạnh đây cho các bạn xem, nó nhiều cái rễ tua tua ra rất là nhiều cứng. So củ thổ phục linh thì nó nhẵn nhụi hơn, hai màu, một màu đậm hơn và màu nhạt hơn. Đấy, màu đậm là củ kim cang, màu nhạt là thổ phục linh. Đấy, đây là khi còn tươi.
Còn khi băm ra thì nó sẽ vẫn khó phân biệt hơn một chút, bởi vì khi băm ra rồi thì nếu nhìn qua thì khó phân biệt. Nhưng mà lát nữa Hải sẽ quay cái củ kim cang mà mình băm sẵn ra để các bạn có thể hình dung rõ hơn. Hải sẽ làm khá là chi tiết. Các bạn cứ cố gắng xem nhé. Vì vẫn còn khá là nhiều người nhầm lẫn. Đấy. Hải sẽ để các bạn nhận dạng từ khi nó còn là cây đến khi cây ở trên rừng cho đến khi đem về nhà mình băm ra rồi phơi khô thì vẫn có thể nhận dạng ra được nó. Hải sẽ quay một cách chi tiết rõ ràng, như vậy thì các bạn dễ dàng nhận dạng ra, các bạn dễ dàng hình dung ra hơn, chứ không có nhầm lẫn như vậy thì khi sử dụng thì nó không vào ý muốn. Tất nhiên đều là thuốc, đều có những công dụng khá là giống nhau, hai cây này tác dụng của nó khá là giống nhau, nhưng nó sẽ có một chút khác biệt, bởi vì dù sao nó cũng là hai cây khác nhau. Đấy, cho nên là các bạn nhận dạng ra nó để mà sử dụng nó một cách tốt nhất nhé. Đấy, xem đến đây thì các bạn có thể thấy được cái cây thổ phục linh và kim cang, củ của nó là hoàn toàn khác nhau rồi, về hình dáng khác nhau hoàn toàn. Còn đây chính là củ kim cang mà Hải đã băm ra rồi. Hải băm và phơi. Củ này thì nó không già lắm cho nên màu nó không đỏ đậm lắm. Tuy nhiên khi các bạn nhìn thì sẽ thấy nó vẫn thô, nhìn nó khá là thô. Đấy, chứ nó không được mịn màng cho lắm. Mặc dù băm khi còn tươi nhá, Hải băm luôn khi còn tươi và phơi luôn. Đấy, và các bạn để ý thì sẽ thấy cái hình dáng của củ nó vẫn còn có những cái rễ cứng đây này. Đấy, cái nốt rễ cứng nó vẫn còn đấy, chứ nó không được nhẵn nhụi hoàn toàn. Nói chung là chỉ cần mình để ý thì sẽ phát hiện ra thôi. Đây, nhìn kỹ xem, chuẩn kim cang. Đấy, một cách để các bạn phân biệt cực kỳ rõ ràng và dễ, đơn giản. Như vậy thì khi mà các bạn có thể là không biết cây, nhưng khi mà các bạn mua thì các bạn cũng có thể phân biệt được. Vì thực tế là vẫn còn khá là nhiều người nhầm lẫn. Đấy, những cái mẩu nào còn non quá thì nó màu nó không được đỏ đậm cho lắm. Qua video này thì các bác có thể là phân biệt nhận dạng một cách rõ ràng hơn về cây kim cang và cây thổ phục linh rồi nhá. Còn về tác dụng chữa bệnh của nó thì cây kim cang này là một cây có tác dụng bổ dạ dày, mạnh gân cốt, và nó còn có thể là thanh lọc cơ thể này, còn chữa hậu sản nữa này. Đối với những trường hợp như dạ dày hay là xương khớp thì mình hoàn toàn có thể dùng cây này phối hợp với những vị thuốc khác để mà chữa bệnh. Nếu như cây này mà phối hợp với các vị thuốc khác ấy, thì nó không chỉ là thuốc bổ đâu, nó còn là thuốc chữa bệnh nữa. Chính vì thế mà cây này được rất là nhiều người ưa chuộng sử dụng nó. Nhất là những người dân tộc Tày ấy, ở miền núi từ xưa đã sử dụng cây này để đun nước thay nước uống hàng ngày, thay nước chè uống ấy. Hàng ngày thì họ uống cái nước này với tác dụng là bồi bổ cơ thể, bổ dạ dày, mạnh gân cốt, và còn có tên khác là cấu vải lèng, tức là khỏe như chín ngọn trâu. Đấy là tên của tiếng Tày người ta gọi là vậy, tức là người ta ví cái cây này có sức mạnh như chín ngọn trâu. Đấy, tức là nó có tác dụng bổ dạ dày, mạnh gân cốt mà, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Uống cây này thường xuyên thì cơ thể khỏe mạnh, ăn ngon ngủ ngon, rất là tốt cho sức khỏe. Đấy là những cái tác dụng của cái cây kim cang này, và còn nhiều tác dụng khác nữa.
mà Hải đã từng có những video về cây kim cang và cây thổ phục linh rồi. Các bạn cũng có thể vào kênh của Hải để xem các video khác nhé. Nếu như các bạn mà biết được thêm những điều gì hay nữa về cây này, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.